Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc chiếc khăn quàng cổ với hoa văn kiểu quả thơm. Chiếc khăn này sẽ ôm sát vào cổ và được lồng lại với nhau ở phía trước nhờ có phần lỗ ở giữa như thế này. Khăn này mình móc bằng kim 2,5mm. Các bạn sẽ sử dụng sợi len nào có kích thước tương ứng với kim móc. Đầu tiên, chúng ta sẽ móc 3 mũi bính. Một mũi kép vào mũi bính đầu tiên. Tiếp tục móc 3 mũi bính. Một mũi kép vào mũi bính đầu tiên. Các bạn sẽ lặp lại như vậy cho tới khi được 5 cụm. 3 mũi bính. 1 mũi kép vào mũi bính đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính. Các bạn sẽ móc vào bên trong của phần lỗ đã được tạo bởi 3 mũi bính và mũi kép ở hàng trước. Chúng ta sẽ móc vào bên trong lỗ này. Các bạn móc vào đây 2 mũi kép. Hai mũi bính. Và tiếp tục 2 mũi kép vào cùng một lỗ. Lỗ thứ hai, chúng ta sẽ móc 1 mũi kép. Lỗ thứ ba, chúng ta móc giống như lỗ thứ nhất, đó là các bạn móc 2 mũi kép. Hai mũi bính và hai mũi kép. Lỗ thứ tư chúng ta móc 1 mũi kép. Lỗ cuối cùng chúng ta sẽ móc giống như mũi 1 và 3. Đó là móc 2 mũi kép. 2 mũi bính và 2 mũi kép. Các bạn móc 1 mũi kép vào mũi cuối cùng. Quay ngược lại. Móc lên 3 mũi bính. Chúng ta sẽ móc vào trong phần lỗ đã được tạo bởi 2 mũi bính ở hàng trước. Các bạn sẽ móc vào đây một cụm bao gồm 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Đến phần mũi kép ở giữa hai cụm này, mình sẽ móc mũi ngoặc trước để cho nổi cái phần đường gân này lên. Mũi ngoặc trước thì thay vì chúng ta đâm kim ở trên đầu mũi, chúng ta sẽ đâm kim qua thân mũi ở phía trước như thế này. Tiếp tục móc một cụm, hai mũi kép, hai mũi bính và hai mũi kép vào trong phần lỗ này.
một mũi kép ngoặc trước và móc một cụm hai kép hai bính hai kép vào phần lỗ này. Một mũi kép vào mũi cuối cùng. Quay ngược lại. Móc lên 3 bính. Những cái cụm mà chúng ta đã móc ở hàng trước thì hàng sau chúng ta cũng móc giống như vậy. Các bạn sẽ móc vào phần lỗ ở giữa này. 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Đến mũi kép tiếp theo. Ở hàng trước chúng ta móc mũi ngoặc trước thì ở hàng này chúng ta sẽ móc mũi ngoặc sau. Mũi ngoặc sau thì các bạn cũng đâm kim qua thân mũi nhưng ở phía sau. Tiếp tục móc vào phần lỗ ở giữa này. 2 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép. Một mũi ngoặc sau. Một mũi kép vào mũi cuối cùng. Quay lại. Các bạn thấy phần khăn của chúng ta sẽ có hai đường gân nổi lên. Đường gân này chúng ta móc bằng mũi ngoặc trước và mũi ngoặc sau. Còn những cụm này chúng ta sẽ móc giống nhau. Hàng này chúng ta sẽ móc mũi ngoặc trước. Các bạn lặp lại như vậy cho tới khi khăn đạt được độ dài như ý. Giả sử mình đã móc xong phần khăn có độ dài như ý rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần hoa văn quả thơm. Các bạn sẽ móc và chừa lại một lỗ ở giữa. Lỗ này là để chúng ta lồng hai đầu khăn với nhau. Thì đây giả sử là cái khăn mình đã móc được độ dài như ý rồi. Bây giờ mình sẽ móc phần hoa văn này. Các bạn cũng móc lên 3 mũi bính và móc cụm đầu tiên. Sau khi móc xong cụm đầu tiên thì chúng ta sẽ móc 3 mũi bính. Và một mũi kép vào mũi bính đầu tiên
Sau đó các bạn bỏ qua cụm ở giữa này. Chúng ta sẽ móc vào cụm ở cuối. Các bạn cũng móc hai mũi kép, hai mũi bính và hai mũi kép. Vẫn kết thúc bằng một mũi kép ở cuối. Chúng ta đã tạo được phần lỗ ở giữa. Quay lại. Hàng này các bạn sẽ không lên 3 mũi bính ở đầu mà các bạn sẽ móc mũi trượt để di chuyển vào trong phần lỗ ở giữa này. Chúng ta móc mũi trượt để di chuyển vào trong phần lỗ ở giữa này. Sau đó chúng ta mới móc lên 3 mũi bính. 3 mũi bính này mình sẽ tính là một mũi kép của cụm. Như vậy chúng ta sẽ móc thêm vào đây một mũi kép nữa là được hai mũi kép đầu tiên. Các bạn móc hai mũi bính và tiếp tục móc hai mũi kép. Các bạn thấy chúng ta sẽ móc phần cụm này nhưng chúng ta không móc 3 mũi bính ở đầu. Các bạn móc vào trong phần lỗ này. Tổng cộng 7 mũi kép. Và tiếp tục móc cụm cuối cùng. Không móc mũi kép cuối cùng này. Chúng ta chỉ móc xong cụm. Và chúng ta quay ngược lại. Các bạn cũng móc mũi trượt để di chuyển phần giữa cụm. Móc lên 3 mũi bính, 1 mũi kép, 2 mũi bính và 2 mũi kép vào. Chúng ta sẽ móc vào phần 7 mũi kép ở giữa này. Các bạn sẽ móc 1 mũi kép và 1 mũi bính. Tiếp tục móc một mũi kép, một mũi bính. Lặp lại như vậy cho tới khi chúng ta móc đủ 7 mũi kép. Ở giữa hai mũi thì sẽ có một mũi bính. Sau khi móc được 7 mũi kép rồi, chúng ta sẽ móc cụm cuối cùng. Quay ngược lại. Tiếp tục móc mũi trượt vào trong phần giữa và móc lên 3 mũi bính, 1 mũi kép. Sau khi móc xong cụm đầu tiên, chúng ta sẽ móc 3 mũi bính. Một mũi đơn vào phần lỗ ở giữa hai mũi kép của cụm 7 mũi kép này. Chúng ta sẽ móc vào phần lỗ ở giữa này. Một mũi đơn. Móc lên 3 mũi bính. Một mũi đơn vào phần lỗ tiếp theo. Các bạn sẽ lặp lại cho tới khi hết 7 mũi.
tiếp tục móc 3 mũi bính. Và chúng ta móc cụm cuối cùng. Quay lại, móc mũi trượt, móc lên 3 mũi bính. Sau khi móc xong cụm đầu tiên, chúng ta sẽ móc 3 mũi bính và móc mũi đơn vào trong phần lỗ đã được tạo bởi 3 mũi bính ở hàng trước. Các bạn sẽ móc vào bên trong lỗ này. Tiếp tục móc 3 mũi bính và một mũi đơn vào phần lỗ tiếp theo. Cuối cùng móc 3 mũi bính và móc cụm cuối. Quay ngược lại, móc mũi trượt để di chuyển vào trong phần lỗ và móc cụm đầu tiên. Tiếp tục móc 3 mũi bính và một mũi đơn vào phần lỗ ở hàng trước. 3 mũi bính, một mũi đơn vào phần lỗ tiếp theo. Ba mũi bính và móc cụm cuối cùng. Quay ngược lại, móc mũi trượt ba mũi bính và móc cụm đầu tiên. Sau đó móc 3 mũi bính và móc mũi đơn vào phần lỗ ở hàng trước. Móc 3 mũi bính và móc cụm cuối cùng. Các bạn thấy cái phần lỗ này được tạo bởi những mũi bính thì càng lên cao số lỗ càng giảm. Quay lại, móc mũi trượt và móc cụm đầu tiên. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc 3 mũi bính, một mũi đơn vào phần lỗ này. Và móc 3 mũi bính, móc cụm cuối cùng. Tiếp theo chúng ta cũng lặp lại như vậy.
3 mũi bính và 1 mũi đơn vào phần lỗ này. Sau đó móc 3 mũi bính và móc cụm cuối cùng. Tiếp tục quay lại và móc cụm đầu tiên. Chúng ta sẽ bỏ qua phần ở giữa này, chúng ta móc tiếp cụm cuối cùng. Quay lại và chúng ta vẫn di chuyển bằng mũi trượt vào đây. Mũi cuối cùng này các bạn sẽ móc chỉ móc một mũi kép vào trong phần lỗ này thôi. Tiếp tục móc 2 mũi kép vào phần cụm cuối cùng này. Như vậy là chúng ta đã móc xong. Các bạn sẽ kết thúc và cắt sợi ở đây. Sau khi chúng ta móc xong ở một đầu khăn thì các bạn sẽ móc đầu còn lại tương tự giống như phần đầu này. Các bạn sẽ móc ở phía bên này. Trước khi móc thì chúng ta cũng sẽ móc vào trong 5 cái lỗ này, chia thành 3 cụm và 2 mũi kép ở giữa giống như lúc đầu. Nghĩa là các bạn sẽ nối len vào đây. Chúng ta nối len vào mũi đầu tiên này. Móc lên 3 mũi bính và móc 1 cụm vào trong phần lỗ này. Tiếp tục móc 1 mũi kép. Thì thay vì đâm kim vào phần lỗ, các bạn sẽ lấy luôn cái phần mũi kép mà chúng ta đã móc lúc đầu. Các bạn sẽ móc luôn. Một cụm vào lỗ tiếp theo. Và một mũi kép. Một mũi kép và mũi cuối cùng. Sau khi chúng ta móc xong cái hàng này thì các bạn thấy nó cũng giống như phần lúc nãy chúng ta móc. Các bạn sẽ chừa phần lỗ ở giữa để chúng ta luồn hai đầu và các bạn móc phần hoa văn này. Lặp lại giống như lúc nãy chúng ta móc ở đầu này. Thì các bạn sẽ được hai đầu khăn có họa tiết quả thơm. Sau khi chúng ta móc xong thì các bạn có thể móc thêm phần hoa để trang trí ở một đầu như thế này. Sau đó các bạn sẽ luồn vào lỗ, các bạn dùng đầu này xỏ vào phần lỗ. Như vậy là xong. Chúc các bạn thành công.